các bạn ơi, luộc quay các bạn. Khoai lang. Cho đi miếng muối các bạn. Nè các bạn ơi, qua làm luộc rồi các bạn. Mời các bạn nha. Chấm muối các bạn ơi. Muối tôm. Mời các bạn nha. Bột các bạn. Thank you.
Cái vỏ thì mình rửa sạch nó các bạn. Tôi chia sẻ các bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.